Xin chào các bạn, đây là một chiếc quạt điện 12V có thể kẹp được vào những cái bình ắc quy ô tô, ắc quy xe máy để có thể sử dụng được. Ví dụ mà bị mất điện chẳng hạn, hoặc là mùa hè như thế này rất nhiều bạn làm ở trong đồi, trong xưởng không có điện, có thể sử dụng cái này là ok các bạn nhé. Thì với chiếc quạt này nó thiết kế các bạn nhìn thấy như một chiếc quạt điện lưới bình thường luôn và rất là chắc chắn. Dòng này là có điện cơ 1991 và dòng này bên mình bán ra với giá bán hơn 300.000, có thời gian bảo hành là 1 năm và để sử dụng rất là đơn giản các bạn nhá. Ở đây thì các bạn sẽ có một đoạn dây mà nó sẽ có cái đầu kẹp bình ắc quy là màu đen và màu đỏ, thì đỏ này là dương, đây là âm này. Các bạn cảm đúng vào bình ắc quy như này là sao? Đấy, tận dụng vào bình ắc quy ô tô xe máy. Và ở đây thì nó có 3 số để các bạn có thể bấm được là số 1, số 2 và số 3 các bạn nhá. Và thêm nữa một điều đặc biệt với một chiếc quạt điện bình ắc quy thì rất ít loại có, đó chính là con này có cả cái tút năng. Đấy, tút năng đây, với giá là hơn 300.000 các bạn nhé. Con này là quạt mới và chất lượng của nó rất là đảm bảo, các bạn nhìn này, như một chiếc quạt điện lưới bình thường luôn. Và ở đây nó còn có cả lên xuống được, đây là lên cao nhất rồi, còn xuống nó sẽ xuống được như thế này đấy. Và cánh của nó là cánh 400 nhá. Loại này bên mình năm nay nhập là loại 5 cánh chứ không phải loại 3 cánh đâu, chất lượng khá ok. Các bạn muốn đặt mua hãy bấm vào giỏ bên góc bên trái để đặt mua các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.